Cảm ơn quý vị đã không rời máy. Bây giờ anh em chúng tôi phân tích tiếp. Hồi nãy anh em chúng tôi có nói Nga hậu cộng sản và Trung cộng hiện cộng sản đang móc mặt, méo tay nhau để lặp lại cái chiến tranh lạnh chống Mỹ. Nga và Trung cộng tổ chức tập trận chung tỏ thế đứng ngang hàng với Mỹ. Ngày 11 tháng 9, nước Nga của Tổng thống Putin bắt đầu mở cuộc tập trận mang tên Vostok 2018 với quy mô lớn nhất từ 4 thập niên trở lại đây ở vùng Siberia và Viễn Đông. Một cuộc biểu dương lực lượng với tầm mức chưa từng thấy. Tổng cộng Nga đã huy động 300.000 binh sĩ, hơn 1.000 chiến đấu cơ, trực thăng và thiết bị bay không người lái, khoảng 30.000 phương tiện như xe thiết giáp, xe kéo pháo, xe vận chuyển binh sĩ cùng 80 tàu chiến. Quân đội Trung Quốc cũng tham gia, gửi đến 32.000 binh sĩ, 3.200 binh sĩ, xin lỗi quý vị, cùng với 24 trực thăng và 6 chiến đấu cơ và có nhiều trang thiết bị hạng nhẹ khác. Và trong vòng nhiều ngày, quân đội Trung Cộng và Nga chơi cái trò chiến tranh cùng với binh sĩ với nhau. Trên báo Le Figaro của Pháp, chuyên gia François de Gaultemont, từ giáo sư khoa chính trị học phụ trách chương trình châu Á và Trung Quốc, Hội đồng Đối thoại châu Âu, European Council on Foreign Relations, lưu ý đây là một số tín hiệu mạnh của mặt Trung Quốc muốn gửi đến Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên, điều đáng nói là quy mô tham gia cuộc tập trận của Trung Quốc, khoảng 300 xe tăng và 3.000 binh sĩ. Các con số này nếu so với tầm vóc nước Trung Quốc thì tương đối nhỏ. Thế nhưng, đây lại là một sự huy động quân sự rất lớn nếu so với quá khứ. Chúng ta không nên quên là các cuộc tập trận của Hải quân, bởi vì Trung Quốc tự khẳng định mình là một cường quốc hải quân. Các cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc và Nga đã trở thành một truyền thống và diễn ra ở nhiều nơi, như tới tận địa Trung Hải, biển Baltic và đương nhiên trong một khu vực rất quan trọng đối với Trung Quốc là biển Nam Trung Hoa, tức là biển Đông của Việt Nam. Về thời điểm Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận một cách hùng hậu như vậy, chuyên gia François de Gaultemont cho biết: "Tôi nghĩ rằng đó là một thời điểm đáp trả Hoa Kỳ, thời điểm Trung Quốc cảm thấy khó chịu chới với do một chiến tranh thương mại. Đó cũng là thời điểm mà Trung Quốc cảm thấy bối rối, hụt hẫng trước những nguy cơ không thể kiểm soát nổi Bắc Triều Tiên. Chính vì thế Bắc Kinh cần có những động tác đáp trả Mỹ. Căn cứ chỉ của Bắc Kinh, các cử chỉ của Bắc Kinh trong quan hệ với Moscow là nhằm chứng tỏ rằng Trung Quốc đang có một vị thế ngang hàng với Mỹ." Còn tại Biển Đông, Trung Quốc coi như cái ao nhà của họ. Ngày 30 tháng 9, Trung Cộng cho hàng chục máy bay Trung Quốc tập trận bắn đạn thiệt trên Biển Đông. Vài ngày sau, Mỹ cho các pháo đại bay B-52 bay qua vùng biển lần thứ hai trong tuần. Nhưng những hình ảnh về cuộc tập trận đã được báo đài của Trung Cộng phổ biến tổng quát trên truyền thông đại chúng ở trong nước. Mỹ thì mặc kệ, Trung Cộng nói gì nói, Mỹ cứ làm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói không cho tàu thuyền hay phi cơ quân sự của nước nào có thể khiến Bắc Kinh đánh mất quyền quyết tâm bảo vệ lãnh thổ. Nhưng Mỹ cứ cho máy bay B-52 của Mỹ bay tuần tra gần quần đảo tranh chấp trên Biển Đông, rồi Mỹ lại cho cái pháo đài bay B-52 của Mỹ diễn tập tương tự trên Biển Đông. Hoạt động huấn luyện này còn có sự phối hợp của nhóm tác chiến của hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, bộ tư lệnh nằm ở Nhật. Ngày 23 tháng 9, Mỹ điều động một máy bay ném bom B-52 bay ngang qua vùng trời Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định những hoạt động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch duy trì hiện diện của các máy bay ném bom chiến thuật ở châu Á Thái Bình Dương. Và lúc nào Hoa Kỳ cũng có quyền cho máy bay cũng như tàu chiến đi bất cứ
nơi nào mà luật pháp cho phép, luật pháp, luật biển quốc tế. Ngày 26 tháng 9, Mỹ tiếp tục điều động B-52 từ sân bay quân sự ở Guam bay ngang Biển Đông để hội quân cùng 16 chiến đấu cơ của Nhật tiến hành tập trận tại Biển Đông sát với Trung Cộng. Vâng. Sau đó, mới đây Mỹ lại cho máy bay chiến đấu cơ B-52H Interceptor Forest bay ngang qua khu vực Biển Đông hai lần. Máy bay B-52 của Mỹ cũng thực hiện các chuyến bay tương tự trong tháng 8, mà gần đây nhất là cùng với máy bay chiến đấu của Nhật Bản ngày 30 tháng 9, khu vực trạm Decatur của Hải quân Hoa Kỳ đi vào vùng 12 hải lý gần đá Gaven và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Các cuộc diễn tập khiêu khích qua lại diễn ra trong lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng từ kinh tế, thương mại đến quân sự. Trung Quốc mới đây đã từ chối đề nghị cho một tàu chiến của Hải quân Mỹ ghé cảng Hồng Kông. Trước đó, Mỹ đã quyết định trừng phạt một cơ quan thuộc Quân ủy Trung ương, cơ quan quyền thế quân sự nhất của Trung Cộng do Chủ tịch Tập Cận Bình kiêm luôn Chủ tịch vì mua chiến đấu cơ và hệ thống hỏa tiễn đất đối không của Nga. Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh, cũng như hủy bỏ các cuộc đối thoại quân sự chung để phản đối việc này. Các đồng minh của Mỹ cũng tuần tra và bảo vệ tự do hàng hải như Mỹ, tức là những nước đồng minh của Hoa Kỳ ở vùng Á Châu Thái Bình Dương cùng với Mỹ phối hợp tuần tra. Mà tuần tra chống gì? Để chống gì? Phòng chống Trung Cộng xâm lấn, lấn chiếm, khống chế cái Biển Đông là con đường huyết mạch của thế giới. Hôm 26 tháng 9 chúng tôi ghi nhận cái điều này tương đối mới. Hàn Quốc, tức là Nam Hàn, cho tàu chiến đi vào biển của Trung Quốc theo quy định ra vô hại, không cố ý nên không xin phép theo luật biển. Hàn Quốc đưa tàu đi sát vô vùng biển của Trung Quốc nhưng không xin phép. Mà nếu bị phát giác thì nói đây là sự vô ra vô hại, cái biệt lệ của cái đạo luật của luật biển. Trung Quốc xin lỗi quý vị, Trung Cộng phẫn nộ lên tiếng cáo buộc Nam Hàn đã vi phạm luật pháp của Trung Quốc theo tin của báo Wall Street Journal. Trước đó, vào khoảng giữa tháng 10, tháng 9, tàu chiến của Nam Hàn là Minh Mu đã đi sát trong vùng 12 hải lý quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông. Anh, Pháp, đồng minh thân thiết của Mỹ từ Âu Châu cũng cho tàu chiến vào Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải. Hồi đầu tháng này, một tàu chiến của Anh đã đi vào gần khu vực Hoàng Sa. Trung Quốc đã phải điều hai máy bay trực thăng và một tàu chiến ra để theo sát chiến hạm HMS Albion của Anh. Mới đây, lần đầu tiên tàu lặn của Nhật cũng tham gia tập trận với nhóm tàu tấn công Ronald Reagan của Hoa Kỳ ở tại Biển Đông. Vâng, vì vậy mà để đương đầu với Trung Cộng, Mỹ liền ngăn chặn Mỹ và đồng minh, Trung Cộng cho chiến đấu cơ và oanh tạc cơ Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông ngày 29 tháng 9 năm 2018. Chỉ vài ngày sau khi máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay qua vùng Biển Đông đang tranh chấp, Trung Cộng cho phát hình trên truyền thông đại chúng của Trung Cộng và về diễn tiến này để làm công tác quân dân vận. Một đoạn phóng sự ngắn về sự kiện này được truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV phát: súng đạn thường vô tình, con người nhiều tình cảm. Nhất là quân lính Trung Cộng được Chủ tịch Tập Cận Bình sách động phục vụ giấc mộng Đại Trung Hoa, tinh thần thượng tôn Hán tộc, và Trung Cộng là số một thế giới. Nên quân nhân Trung Cộng rất nhạy cảm, rất dị ứng trước những phương tiện chiến tranh có cờ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc bay. Tuần tra trên Biển Đông, Chủ tịch Bình từng tuyên bố Biển Đông là giang sơn gấm vóc của tổ tiên Trung Hoa để lại, thì việc quân lính Trung Quốc nhấn nút bóp cò
chống máy bay, tàu chiến Mỹ, Nhật, Hàn là một việc dễ xảy ra. Thông thường như đại chiến xảy ra là do những bất trắc như thế. Những phân tích trên, những sự kiện trên, những thời sự tạo thành một cái căng thẳng, có thể nói căng thẳng nặng nhất kể từ khi cái vấn đề Biển Đông xảy ra giữa Trung Cộng và một số nước chống lại. Căng thẳng Biển Đông có thể bùng nổ ra chiến tranh. Tranh chấp Mỹ-Trung lan sang lĩnh vực an ninh Biển Đông và Hoa Đông. Xuyên lịch sử thế giới, có lẽ thời Cộng sản là thời Trung Hoa với quốc hiệu là Trung Quốc trỗi dậy, vươn lên cao nhất. Trong những đại cán Cộng sản của Trung Cộng, Chủ tịch Tập Cận Bình là trỗi dậy vươn cao nhất như hoàng đế suốt đời. Nhưng pháp nhân như Trung Quốc cũng không thoát khỏi cái lẽ vô thường thành trụ hoại không. Và cá nhân của Tập Cận Bình cũng không thể tránh khỏi cái quy luật bất biến, đó là sanh bệnh lão tử. Nhiều dấu chỉ cho thấy Trung Quốc và Tập Cận Bình đang bị chi phối bởi hai định luật bất biến này. Hai luật bất biến của cuộc đời như là cái quai bún sẵn trên trời, còn Trung Quốc và Tập Cận Bình thì mờ mờ, nhân ảo như người đi đêm, mà ông Nguyễn Giang Thiều đã mô tả về thân phận con người trong Cung Quán Ngâm Phúc. Hai pháp nhân Trung Quốc và thể nhân Tập Cận Bình đang mò mẫm đi tới hố sâu ghê gớm là tử quyệt, gọi là chiến tranh thứ ba giữa Mỹ và Trung Quốc, để rồi sẽ phân tán Trung Quốc ra làm Tam Quốc hay là Lục Quốc thời cổ đại, và Tập Cận Bình như Hitler sau đệ nhị thế chiến. Đó là cái chuyện có thể xảy ra nếu có chiến tranh thứ ba giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Như chúng ta biết, cái lực lượng của Hoa Kỳ, kể cả hai quân chiến tranh thì ở vùng này thì cái hải quân và không quân quan trọng. Bây giờ nếu Hoa Kỳ ngừng một chỗ thì 30 năm sau cái hải quân của Trung Cộng cũng chưa có theo kịp. Và Trung Cộng không có được một cái nền kinh tế vững vàng, bền vững như Hoa Kỳ để mà chịu đựng với cuộc chiến tranh lâu dài. Sau khi có chiến tranh, việc đầu tiên thế nào Hoa Kỳ cũng chặn con đường huyết mạch ở eo biển Mã Lai, thì Trung Cộng không có thể xuất cảng hàng hóa, mà Trung Cộng cũng không có thể cung ứng mua dầu để đem về trong vòng 3 tháng, thưa quý vị. 3 tháng chiến tranh thôi thì cái chung kinh tế của Trung Cộng suy sụp, và Trung Cộng sẽ mất cái thế cầm quyền là sau khi cái đệ Liên Xô chết, cái chủ nghĩa cộng sản trở thành lỗi thời và Trung Cộng dựa vào cái phát triển kinh tế để cầm quyền, mà khi chiến tranh xảy ra thì Trung Cộng sẽ bị phong tỏa, Hoa Kỳ phong tỏa chắc 100%. 3 tháng thôi thì Trung Cộng, dân chúng có thể nổi lên. Đó là cái tình hình xảy ra. Và lúc đó khi nổi lên thì quân đội hay là những cái thành phố khác sẽ giành giật, biến Trung Quốc trở thành Tam Quốc hay trở thành Lục Quốc không chừng, khó mà biết được. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi tới giờ phút này.